Trước đây tôi đã từng chữa nhiều bệnh viện ở đây, nhưng mà phương pháp chữa khác hẳn. Sau khi được người bạn ở trong Sài Gòn giới thiệu và tôi đọc báo, thì tôi đã đến đây chữa, thì tôi có, sau khi chữa đây tôi thấy nó có cái phương pháp nó khác hẳn. Nó trực tiếp vào cuộc sống, và trực tiếp vào cuộc sống tôi và tôi thấy qua lần thứ nhất chưa đến hai, ngày, ngày thứ ba bắt đầu tôi chuyển biến. Trước tôi nằm ngủ tôi không nghiêng mình được, không nghiêng được. Sau đấy tôi dở mình được và rồi ngồi dậy nó đỡ nó không bị chóng váng thế sau một đợt điều trị như thế cứ dần dần tôi cứ nâng thể lực lên dần sau đợt điều trị 10 ngày thì tôi thấy nó tiến bộ rõ rệt giảm không gọi là phần trăm được để giảm thấy những cái mà tôi không ngờ tôi bản thân tôi thấy đó là đỡ nhiều mà tôi thấy đi lại con cháu đến nó đều chúc mừng thế và tôi thấy yêu đời hơn thế nên tôi rất phấn khởi là được điều trị ở đây như thế và tôi tiếp tục sẽ là bệnh nhân đây chứ một định kỳ tôi lại lại tôi trở lại để kiểm tra